Kính thưa quý thầy cô, cũng như tất cả các anh chị em cùng sở thích mê tiếng nhạc, tiếng đàn. Tôi tên Thủy, đến như đã 10 năm, nhưng mà lòng vẫn còn nặng trĩu như lo âu. Chính vì vậy mà vẫn chưa thoát ra khỏi những cái lo toan, những cái chôn chiên của cuộc sống. Thành ra là muốn tìm đến với tiếng đàn để cho nó nhẹ lòng một chút xíu. Trước hết thì xin cảm ơn cô cũng như quý thầy cô đã đem đến cho những người trẻ thì không nói rồi, nhưng những người già chúng tôi có một cái sân chơi thật là tuyệt vời, không những là tuyệt vời về chuyên môn mà cũng là tuyệt vời trong cái phong cách mới lạ là dành cho người già. Mới lạ là bởi vì thật sự là chưa có nhiều người đón nhận cái điều này, cũng như là chưa có nhiều nơi để tổ chức những cái điều như thế này. Thì cô họ là người mà đã lưu tâm đến những người già mà không ai thèm dòm tới nữa, mà cô rất là quan tâm đến chúng ta. Xin cảm ơn cô. Và nó mới lạ là bởi vì mọi người chưa quen. Thậm chí là tôi đi học, tôi chưa đã nói gia đình tôi đi học, cũng như hàng xóm tôi biết tôi đi học thì họ nghĩ là rối hơi, già rồi còn lắm chuyện. Thành ra là tất nhiên là cái môi trường ở chỗ tôi thì họ người ta giờ này vẫn còn làm tùm lum, mà mình còn đi lang thang đi chơi như vậy thì là chưa phù hợp lắm. Cho nên là tôi mong rằng cái sân chơi này ngày càng phát triển, để cái nhìn của mọi người đối với những người già như mình mà còn đi tứng tưng tưng thế này thì cũng không có đến nỗi là kỳ lắm. Trong cái chương này 99% là những lo âu trong cuộc sống, chỉ có 1% nhỏ nhoi dành cho âm nhạc. Vì vậy khi tôi đi học thì cái mục tiêu, mục đích cũng như cái hướng phấn đầu tiếp tới của tôi chỉ là để giúp cho mình được giảm stress, giúp cho mình được cảm thấy nhẹ nhàng và cảm thấy yêu đời hơn. Chính vì vậy mà xin thầy Hùng cũng như là các cô ở đây cũng đừng buồn, bởi vì tôi rất nhiều lần sao lãng, cũng như là tôi cũng ít có tập trung vào học, vì vậy mà cũng hay hỏi nhiều, hay bị thầy gõ tay, hay bị cô nhắc hoài. Thì xin hiểu cho rằng là tôi đến đây để cho vui là chính. Chính vì vậy mà hôm nay tôi đàn cái bài mở hôm nay để thèm đàn, bởi vì cái bài đàn đó, cái bài đó rất là very simple, ABC. Để tôi xin đàn cái bài dạo chơi trên biển, đứng tình.